Chào cả nhà, thì hôm nay mời cả nhà theo chân Thư vào khám phá cái khu vườn trái cây tại quê nhà. Mình cùng vào bên trong nha. Let's go. Vườn đây là vườn của một gia đình nông dân. Thì bên trong đây là trồng chôm chôm, sầu riêng, măng cục. Hiện tại thì chôm chôm chưa có chín nên giờ mình quay sầu riêng cho mọi người xem. Đây là cây măng cục nha mọi người. Trái măng cục đây thì hiện tại nó chưa chín nên nó còn xanh. Khi mà nó chín thì cái màu nó sẫm hơn. Chưa. Cây măng cục này sai trái ghê nè. Xung quanh vườn đây là toàn là măng cục không ạ. Chôm này, chôm chôm xanh còn xanh chưa chín. Chôm chôm này như chôm chôm Thái nè. Xung quanh bên đây cũng có trồng mãng cầu nữa nè. Cây mãng cầu nó nhỏ không có trái đâu. Mãng cầu cây nó nhỏ mà không có trái. Phía bên kia là câu nè, câu hiện giờ bán cũng có tiền lắm nè. Đây là cây bơ, không biết bơ gì chắc cây bơ sáp quá. Có trái rồi nè. Qua đây đi, qua đây cây sầu riêng nè. Sầu riêng nè. Sầu riêng trái nào trái nấy to ghê. Đứng đây nghe mùi thơm. Wow, có chuối nữa nè Ri ơi. Có chuối nữa. Chuối buồn đẹp ghê chưa. Nhìn cái vườn chuối mà mê luôn á. Một số người thì người ta không có ăn được cái trái sầu riêng, người ta kêu hôi, nhưng mà mình thấy sầu riêng nó thơm nó ngon. Trái nào trái nấy nhìn thấy đã ghê ạ. Đây là mấy trái sầu riêng nó bị rụng rồi. Sầu riêng này ăn một cái đáng một cái luôn á. Đây là cây bơ này mọi người. Cây bơ này lâu năm rồi sao to, gốc to ghê luôn á. Ô cha. Đây, măng cục đây. Chín rồi.
đây là toàn măng cụt, chôm chôm, sầu riêng. Một cái sầu riêng nữa đây. Chú đang hái sầu riêng. Ủa cô, sầu riêng nay mua tại vườn là nhiêu ký? Không biết nữa, nói chung là ghé vườn mua nè, mua trái vậy nè, nhưng mình bao nhiêu bán bao nhiêu ký? Đây là một cái vườn sầu riêng khác nha. Mùa sầu riêng nên đi đâu cũng thấy sầu riêng. Và cái cây này đã ghê nè, thấp củng mà trái đặc rồi.
Đây là mấy cái trái sầu riêng mà gió nó rụng nè, nó bị rụng nè. Wow, mấy trái bự đây to to là khoảng 5kg luôn. Bự ghê chưa? Cái cây này là đẹp nhất trong tất cả các cây luôn á, trái bự bự không à.